Em xin giới thiệu với các bác, do đêm khuya em có không chắc âm thanh to các bác nhé. Em vừa về được một đôi loa Pewter, model của nó là CFF45. Đôi loa này em phải gọi nó là hoa hậu các bác. Đôi loa này em phải gọi nó là hoa hậu vì nó quá đẹp, đẹp không có chỗ nào để chê, đẹp không tì vết luôn các bác. Và chiều nay em có một video thì em đã nói với các bác rồi, ai đã dùng đôi loa Pewter CFF45 mà bán đi, em nghĩ rằng các bác sẽ phải tiếc nuối tới nó và sẽ tìm cách mua lại đôi loa này để chơi. Tuy nó nhỏ gọn và có một mức giá tiền rất vừa phải, thế nhưng nó đã làm nên tên tuổi và nó đã là để lại một sự ấn tượng trong lòng người nghe, trong lòng những người sử dụng đôi loa này. Vì đôi loa này có một tiếng bass khác loài với những đôi loa khác, bass 25, thế nhưng cái tiếng bass của nó làm cho người ta lẻ nó luôn. Vì đôi loa này có một tiếng bass rất là sâu, xa và đầm ấm. Nó đánh ra tiếng không khác gì cái loại bass 40. Em xin nhấn mạnh với quý vị và các bác thế như thế nhé. Em không nói hoa nhã và em cũng không nói khoác lác. Đây em nói trong ý chung, và các bác những người đã sử dụng đôi loa này thì chắc các bác cũng phải thừa công nhận với em điều đó. Đôi loa này rất dễ ghép âm đi, xin nhấn mạnh với quý vị và các bạn là như vậy. Các bác có thể ghép với những chiếc âm đi cùng dòng, chỉ cần những chiếc âm đi rẻ tiền thôi, như i7, i9 hoặc 7900 hoặc 7800. Những chiếc âm đi này vô cùng rẻ tiền. Nói là vô cùng rẻ tiền như thế cũng không phải, nhưng mà nó có một cái mức giá là trong tầm trung, nhưng ghép vào đôi loa này thì các bác sẽ có được một chất âm ngỡ ngàng, vì nó có một mức tiền đầu tư rất vừa phải nhưng chất âm lại vượt quá xa với tầm tiền các bác đầu tư. Và chúng ta cùng quan sát đôi loa này đến gần. Các bác nhìn thành vách của nó, màu rất là đẹp, vuông hòm sát cạnh luôn. Em phải lo ví nó như là hoa hậu thì các bác phải biết nó là như nào. Nó quá đẹp, đẹp không có chỗ nào để mà chê nó luôn các bác. Quá đẹp luôn, các bác nhìn. Rất đẹp. Đó, các bác nhìn thấy không ạ? Đẹp, quá đẹp luôn. Và đôi loa này em xin báo giá cho các bác biết luôn. Đôi loa này em sẽ bán cho các bác với giá là 6 triệu 300 ngàn đồng cho đôi loa Pewter CFF45. Nó quá đẹp. Và em còn một đôi nữa. Các bác nhìn thấy không? Rất đẹp, nguyên bản, tất cả bao zin nguyên bản hết. Nhưng đôi loa này lại có một cái mức giá thấp hơn đôi loa kia là 500 ngàn đồng. Bởi vì sao? Bởi vì đôi loa kia là hoa hậu, còn đôi loa này nó là thuộc dòng, tức là vừa phải, tức là nó so với đôi kia thì nó không thể so sánh với đôi kia, là một đôi 10, một đôi 9 các bác nhé. Nhưng mà độ zin bản thì như nhau các bác nhé, zin bản thì như nhau. Và đôi loa này rẻ hơn đôi loa kia 500 ngàn đồng, tức là đôi loa này có một mức giá là 5 triệu 800 ngàn đồng. Các bác có nhu cầu thì hãy gọi điện trực tiếp cho em vào số máy 0966 603 183. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Và do đêm đã khuya thì em cũng test một đoạn nhạc nho nhỏ thôi các bác nhé, nho nhỏ đây. Em đang ghép cái con nó với một chiếc âm ni Marzahn, con tên model là 2216. Con âm ni này xuất âm tụ các bác nhé, xuất Mỹ luôn, xuất âm tụ, xuất Mỹ. Điện của nó là 120. Đây là chiếc âm ni dòng D-Cyber, có công suất trên 200W. Chiếc loa chung này hơi bị xỉn màu một chút các bác nhé. Nè, theo thời gian thì nó hơi bị xỉn màu của cái lón loa một chút, phai màu thôi các bác nhé, còn đâu là nguyên bản hết.
Rồi bây giờ em xin cảm ơn các bác rất là nhiều nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác. Chúc quý vị và các bác có một tháng mới mạnh khỏe, làm ăn gặt hái nhiều thành công. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều.